hàng ngàn người dân tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tháng 3, tháng thanh niên nổi bật chủ đề tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tiên phong trong chuyển đổi số. Câu chuyện điển hình học tập và làm theo lời Bác của người trưởng thôn bên chân sông Tam Giang. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng ngày hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 3. Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đã thức dậy cùng với Huế ngày mới. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, 26 tháng 3 năm 1975 đến 26 tháng 3 năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ dân hương, đặt vòng hoa về các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo thành phố Huế. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình, công nguyện quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và lần lượt các đại biểu dân hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, tiếp bước truyền thống của các thế hệ ông cha, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hoạt động này cũng có phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Sau phút mặc niệm, các đại biểu tham dự buổi lễ đến từng phần mộ thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế, vào sáng ngày hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm ở cả mảng thành tích cao và mảng thể thao phong trào. Đặc biệt tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022, Đoàn Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất sắc đạt được 39 huy chương, xếp thứ 21 trên 65 đơn vị. Kể thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tại lễ phát động này, Sở Văn hóa và Thể thao kêu gọi mọi người hãy đến với thể thao để sống khỏe mạnh hơn, cân bằng hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tham gia giải chạy sáng nay có hơn 1.700 vận động viên của 40 đơn vị, gồm lực lượng vũ trang, các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng và các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Được biết, lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ được thực hiện rộng rãi nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong tuổi trẻ. Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 75% của tổng số xã phường thị trấn trên toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tháng 3 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong khuôn khổ ngày khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên lần thứ 5 năm 2023, diễn đàn kết nối mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và Đại học Huế tổ chức với nhiều kết quả ấn tượng. Mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của các trường đại học cao đẳng, viết tắt là VNEI, được thành lập cách đây 4 tháng với kỳ vọng đẩy mạnh kết nối giữa các thành viên trong mạng lưới với các nguồn lực hỗ trợ khác nhau cho mục tiêu chung là phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đổi mới sáng tạo. Mạng lưới đã triển khai được một số hoạt động ấn tượng như giới thiệu về mạng lưới tại TechFest Bình Dương, TechFest Nghệ An, hỗ trợ cán bộ, giảng viên của các trường đại học trực tiếp tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học cao đẳng khu vực Tây Nguyên. Trong năm 2023 này, VNEI có kế hoạch phát triển mạng lưới không chỉ mở rộng hơn về số lượng mà còn cả về chất lượng, bao gồm việc tổ chức các hội thảo và triển khai doanh nghiệp trong trường học, triển khai quỹ đầu tư trong trường đại học, tạo cơ sở dữ liệu các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế, giới thiệu cho các trường kết nối với các trường, tìm kiếm các mạng lưới tương tự từ các nước trong khu vực cũng như trên thế giới để hợp tác. Cùng tại diễn đàn, một số nền tảng chương trình hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã chính thức được công bố như nền tảng kết nối các hoạt động của mạng lưới, website nhân lực số nằm trong khuôn khổ hoạt động nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Một trong những điểm nhấn của sinh viên Startup lần thứ 5
là cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, được tổ chức trên quy mô toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 710 triệu đồng. Trong ngày 26 tháng 3, vòng chung kết của cuộc thi đã được tổ chức với 15 dự án tiêu biểu được lựa chọn tham gia thuyết trình tại ngày hội khởi nghiệp. Qua đó, lựa chọn những dự án xuất sắc nhất để hỗ trợ chuyển giao cho cộng đồng. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, các thành viên ban giám khảo và các học sinh sinh viên đạt giải trong cuộc thi. Từ 508 bài dự thi, 50 dự án của khối sinh viên và 30 dự án của khối học sinh phổ thông vào dự thi vòng chung kết với đầy đủ các lĩnh vực dự thi. Trải qua các vòng thi sơ khảo, vòng đào tạo, vòng bình chọn và thuyết trình, ban tổ chức quyết định trao 5 giải nhất khối học sinh, 5 giải nhất khối sinh viên, 10 giải nhì cho khối học sinh, 10 giải nhì khối sinh viên và 15 giải ba cho mỗi khối. Thừa Thiên Huế có 2 dự án đạt giải trong cuộc thi lần này là dự án vật liệu gỗ nhẹ không nung từ nguồn phế phẩm vỏ hàu và trấu của Sở Giáo dục và Đào tạo Huế đạt giải nhất khối học sinh và dự án bản đồ kết hợp giữa du lịch và ẩm thực tại thành phố Huế của Trường Du lịch Đại học Huế đạt giải ba khối sinh viên. Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần này, ngoài chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, còn có diễn đàn kết nối mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trường đại học cao đẳng và hội thảo đánh giá thực trạng giải pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông. Hai sự kiện trên đã thu hút sự tham dự đông đảo của lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học cao đẳng, các chuyên gia và các em học sinh sinh viên là điểm nhấn cho ngày hội. Tiếp nối những thành công của cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 với mong muốn tạo một sân chơi thu hút được đông đảo các cơ sở giáo dục, các bạn học sinh sinh viên và cộng đồng các doanh nghiệp tham gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 6, SV Startup lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong năm 2024. Cà phê doanh nhân là một hình thức tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hiệp hội Doanh nghiệp duy trì khá hiệu quả trong thời gian vừa qua. Chương trình Cà phê doanh nhân mới được tổ chức có chủ đề là Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng, do diễn giả Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Travel, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam trao đổi. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp phải khó khăn. Nếu không có những chiến lược cụ thể, những kế sách hành động rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân với sự tham gia của các diễn giả để nghe những chia sẻ kinh nghiệm, những hướng đi mới, sáng tạo để có thể vượt qua khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn tạo không gian gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt kịp thời, chỉ đạo giải quyết nhanh, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường. Trao đổi với các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, diễn giả Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, trước bối cảnh khó khăn từ ảnh hưởng của kinh tế thế giới và dịch bệnh, mỗi doanh nghiệp đều phải tự định hướng cho mình những lối đi phù hợp để có thể ứng phó, tồn tại và phát triển lâu dài. Diễn đàn cũng đã đề cập đến một số giải pháp đổi mới kinh doanh, cũng như những nguyên tắc mà mỗi lãnh đạo doanh nghiệp cần phải nắm vững để có thể đối mặt với thời kỳ khủng hoảng. Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khởi công công trình bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên. Đây là công trình gắn liền với danh nhân Ưng Bình, có công rất lớn trong việc phát triển thơ văn, tuồng, ca Huế. Ưng Bình Thúc Già Thì tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình. Ông sinh ra tại làng Vị Già, trong một gia đình hoàng tộc có truyền thống văn chương. Suốt cuộc đời của mình, ông đã để lại cho hậu thế gần 2.000 bài thơ chữ Việt và chữ Hán. Ưng Bình Thúc Già Thì còn được biết đến là nhà soạn tuồng tài ba và còn là người có công lao to lớn trong việc hình thành và phát triển ca Huế thịnh phong. Nhờ những sáng tác, những làn điệu ca Huế của ông mà sinh hoạt ca Huế của người dân xứ Huế trở nên đặc sắc và được duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Ưng Bình Thúc Già Thì qua đời tại Châu Hương Viên, nằm bên dòng sông Hương thuộc thôn Vị Già, thành phố Huế, là công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử văn hóa, nơi ông Ưng Bình Thúc Già Thì sống những năm cuối đời với thi ca. Với những giá trị đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2461 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tu bổ các hạng mục như phục dựng lại toàn bộ di tích gốc, bao gồm nhà chính, nhà phù, bình phong, cải tạo chỉnh trang sân vườn mặt trước và khu vực xung quanh khuôn viên. Sau khi được tu bổ tôn tạo, bảo tàng sẽ xây dựng đề cương, trưng bày một số hình ảnh, sách báo tại di tích,
phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, biến nơi đây trở thành một địa chỉ sinh hoạt của các câu lạc bộ thơ, các chương trình biểu diễn ca Huế, kết hợp đưa vào các tour tuyến phục vụ khách du lịch. Tại A Lưới thì Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới tổ chức trưng bày triển lãm lưu động với chủ đề Sắc Xuân, cùng một số hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Hành trình ký họa nét đẹp văn hóa truyền thống A Lưới với sự tham gia của các thành viên đến từ nhóm ký họa đô thị Hà Nội và các họa sĩ nghệ sĩ Huế. Thông qua các hoạt động sáng tác hội họa, ký họa, chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 trên địa bàn huyện A Lưới. Trong dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức trưng bày triển lãm Sắc Xuân nhằm giới thiệu đến công chúng hơn 100 tác phẩm tranh dân gian thuộc 4 dòng tranh, trong số những dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam như Đồng Hồ, Bắc Ninh, Hành Trống, Kim Hoàng, Hà Nội và Làng Sình, Huế, thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Các dòng tranh dân gian là sự kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng, mang đậm yếu tố văn hóa của con người Việt Nam qua các thời đại. Tranh dân gian không chỉ đáp ứng các nhu cầu thẩm mỹ và tín ngưỡng tâm linh của người dân, mà còn ẩn chứa đề cao đạo lý làm người, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp và cầu mong những điều tốt đẹp. Chương trình sáng tác Hành trình ký họa nét đẹp văn hóa truyền thống A Lưới năm 2023 sẽ tạo nên một không gian gặp gỡ thú vị và đầy ý nghĩa của những người cùng chung niềm đam mê nghệ thuật, trân trọng, bảo vệ và góp phần quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế nói chung, văn hóa truyền thống A Lưới nói riêng, tiếp tục kết nối cộng đồng để từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và bồi đắp các giá trị tốt đẹp của di sản, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương, nâng cao vị thế hình ảnh mảnh đất và con người Huế. Cùng với việc khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối ngày hôm qua, thành phố Huế cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi tại phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương. Chương trình với gần 20 tiết mục hát múa, nhảy hiện đại đến từ các ca sĩ, đoàn thể, khu dân cư, các trường học trên địa bàn phường thể hiện. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang âm hưởng mùa xuân mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, mảnh đất, con người Thừa Thiên Huế. Đêm văn nghệ nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trường, quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh cho toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tại Biên Quốc học thì dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, phối hợp với Thanh đoàn, Tỉnh đoàn, Hội đoàn sinh viên Đại học Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cùng với các đơn vị có liên quan tổ chức sự kiện hưởng ứng Giờ trái đất 2023. Sự kiện đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên, học sinh và người dân tham gia. Với chủ đề Vì một tương lai không rác thải nhựa, Giờ trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF sáng lập nhằm kêu gọi mọi người dân thực hiện các hành động thiết thực bảo vệ môi trường thông qua việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút giờ địa phương vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Đúng 20 giờ 30 phút, toàn bộ đèn điện đã được tắt đi, nhường chỗ cho những ánh đèn flash, nến, cùng tiếng reo hò của các bạn trẻ khi hô to khẩu hiệu Vì một tương lai không rác thải nhựa. Không chỉ dừng lại ở đó, màn đồng diễn xếp chữ 60 Huế cũng đã được hơn 100 bạn sinh viên, học sinh và người dân hào hứng tham gia. Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện Giờ trái đất đã tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng. Nhận thức về ý nghĩa lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đã lan tỏa ra tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã diễn ra chương trình kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương đoàn viên ưu tú 2023, ngày hội đoàn viên năm 2023. Chương trình diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động sôi nổi. Mở đầu là chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao danh sách đoàn viên ưu tú năm 2023 cho cấp ủy đảng, tuyên dương 16 đoàn viên ưu tú tiêu biểu, khai mạc ngày hội đoàn viên năm 2023. Tiếp theo đó là vòng chung kết cuộc thi kéo co lần thứ nhất với 16 đội thi của sinh viên và 16 đội thi cán bộ. Buổi chiều cùng ngày là hai hoạt động giao lưu các câu lạc bộ đội nhóm và cuộc thi rung chuông vàng các câu lạc bộ đội nhóm Trường Đại học Y Dược Đại học Huế.
Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế một lần nữa khẳng định vai trò của mình trong cả hoạt động, phát huy tinh thần thanh niên cũng như mang lại cả hoạt động bổ ích, giúp cả đoàn viên trở nên gần gũi, gắn kết và hiểu rõ vai trò của bản thân đối với các phong trào, công tác đoàn ở nhà trường. Qua đó phát huy tinh thần thanh niên, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tri thức, nhân ái ở sinh viên Y Dược Huế. Tháng 3 là tháng ghi dấu rất nhiều những hoạt động sôi nổi, thiết thực của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Bên cạnh việc thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, có thể nói điểm nhấn nổi bật nhất của tháng thanh niên này chính là các nội dung về chủ đề tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tiên phong trong chuyển đổi số. Và sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự. Mở màn với phần chào hỏi sôi động, các thí sinh đã để lại nhiều ấn tượng cho cả ban giám khảo và khán giả với những phần giới thiệu độc đáo mang màu sắc riêng của từng đơn vị. Đó là không khí tại cuộc thi bí thư đoàn giỏi năm 2023, một trong những cuộc thi được trông đợi nhất trong tháng thanh niên năm nay. Không chỉ là những bí thư đoàn xuất sắc tại đơn vị, các thí sinh còn thể hiện những tài năng đặc biệt về các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, khả năng làm chủ sân khấu và hoạt náo trước đám đông. Mình rất là tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ của huyện A Lưới để tham gia hội thi này. Thông qua hội thi thì tạo cho bản thân mình là có một cái sự tự tin, được giao lưu, học hỏi với cả đơn vị và các anh chị của bạn để trong hội thi. Và hội thi này là một môi trường để cho bản thân cũng như là các thí sinh để thể hiện khả năng của mình để làm tốt hơn trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương. Qua hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi năm 2023 giúp cho bản thân tôi học hỏi được nhiều kỹ năng từ các cấp bộ đoàn, đặc biệt là các đồng chí bí thư đoàn cơ sở ở tất cả trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì qua đây là có thể là một bài học có kinh nghiệm để sau này có thể giúp bản thân tôi tổ chức một số phong trào hoạt động trên địa bàn phường một cách hiệu quả. Tập trung thể hiện bản lĩnh của tuổi trẻ trong thời đại 4.0, chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần là một trong ba nội dung trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Nổi bật và thành công nhất trong chuỗi hoạt động được tổ chức là cuộc thi người dẫn chương trình tài năng The Mix 2023. Đến với cuộc thi, các bạn trẻ đã thể hiện được kỹ năng dẫn chương trình lôi cuốn, có bản lĩnh làm chủ sân khấu, luôn chủ động trau dồi kiến thức, sự am hiểu về những vấn đề mang tính toàn cầu trong bối cảnh hội nhập toàn diện và sâu rộng như hiện nay. Đó là những yếu tố rất cần thiết để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp chuyển đổi số. Tham gia cuộc thi người dẫn chương trình tài năng năm 2023 thì đây là một cơ hội để tôi có thể rèn luyện được khả năng nói trước đám đông cũng như là khả năng tư duy biên tập. Đây chính là những yếu tố cần thiết để có thể trở thành một người MC tốt ạ. Trong bối cảnh cách mạng 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ, tháng thanh niên với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số năm nay nhấn mạnh vào cả hoạt động nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho thế hệ thanh thiếu niên. Nổi bật trong đó là buổi đối thoại trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Thanh niên Việt Nam với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Qua buổi đối thoại đã góp phần tháo gỡ kịp thời những tồn tại hạn chế, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0. Nội dung của trong tháng thanh niên năm nay thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là sôi nổi với nhiều phong trào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như mong mỏi như nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên thông qua trường thi như cuộc thi The Mix người dẫn chương trình tài năng, chương trình mục tiêu tham gia xây dựng nông thôn mới chung tay về giảm nghèo bền vững cũng đã phát huy được vai trò của sức trẻ cũng như thể hiện được sự nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên cũng như cả một đoàn toàn tỉnh. Và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng làm thế nào để tiếp tục phát huy sức trẻ trên tất cả chúng ta để góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú, tháng thanh niên hàng năm đã thực sự trở thành trường học thực tiễn, là môi trường để đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh thể hiện được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, từ sau ngày quê hương giải phóng, trong sự phát triển đi lên của cả tỉnh, những làng quê bên chân sông Tam Giang như Vinh Xuân cũng đã vươn mình trở dậy và ngày một khởi sắc. Đồng hành cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương có công đóng góp rất lớn từ đội ngũ trưởng thôn. Gần 25 năm gắn bó với vai trò này, trưởng thôn Xuân Thiên Hà chính là một trong số đó. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó văn lần dân liệu cũng xong. Vì truyền thống này luôn có cách thức để tuyên truyền vận động phù hợp, tạo ra sự đoàn kết chung sức đồng lòng của người dân. Tại khu vực Đông Bao Nhi này, gia đình ông Viêm sở hữu 4 hồ nuôi với diện tích 1 hectare, cùng với 0,75 hectare thuê lại từ chủ khác. Nếu tính bình quân 1 hectare cho thu hoạch từ 3 đến 5 tấn thủy sản, trừ các loại chi phí thu lại khoảng 500 triệu đồng. Vốn là diện tích trồng lúa năng suất thấp do đất bị nhiễm mặn và không còn chủ động được nguồn nước tưới. Từ khi 8 hectare đất khu vực này được chuyển đổi sang nuôi các loài thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân. Người đề xuất phương án chuyển đổi này chính là trưởng thôn Nguyễn Ngọc Từ. Năm 2023 là có cái chương trình của thủy sản nghiên cứu nuôi sen ghép á. Thì bắt đầu là khởi sắc, thì bà con bắt đầu nuôi tôm tôm cá thì là có công ăn việc làm hơn và là công việc cũng có khởi sắc hơn, kinh tế cũng có là đỡ hơn. Tôi đã xin qua cái ý của ủy ban xã, bởi vì ủy ban xã đã đồng thuận. Đồng thời tôi khi đã vạch ra một cái phương án để cho bà con, người là những bà con có đất ở đó mà họ không làm thì đổi đất cho những người ưa làm. Và rồi tôi hợp đồng tất cả các người là vật liệu cũng như xe cổ làm chuyển đổi ra thành 32 hồ tôm của cái vùng đó. Sau cái việc đó là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì nói thật ra mình không có tiền của bà kia cả, nhưng thấy bà con làm được những cái điều như thế là hạnh phúc. Đặt lợi ích của người dân là mục tiêu hàng đầu. Câu chuyện chuyển đổi đất nhiễm mặn sang nuôi trồng thủy sản chỉ là một trong số rất nhiều phần việc mang dấu ấn của người trưởng thôn này trong gần 24 năm đảm nhận công việc. Tôi rất là cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cán bộ là công bộc của dân, làm tất cả mọi việc vì dân. Mình luôn luôn đặt lợi ích của người dân lên hết. Vì vậy cho nên làm trước khi làm một vấn đề gì cũng phải suy nghĩ rất là kỹ càng. Đặc biệt là những công việc xây dựng các cái công trình phúc lợi trong thôn. Khi mà có một cái công trình gì đó thì mình cũng phải thông qua bí thư chi bộ, xong là họp các ban ngành đoàn thể, xong rồi thì họp dân. Họp dân rồi xin dân góp ý thêm. Vì người ta thường nói là nhân tù là tài tù, nhiều người mà họp lại dứt khoát là sẽ có nhiều ý kiến hay. Cho nên khi mà có nhiều ý kiến họ bổ sung thì mình thấy hay là mình bổ sung vào trong cái phương án của mình làm. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khắc ghi lời dạy của bác lúc sinh thời, ông Nguyễn Ngọc Từ luôn xem bà con trong thôn như là một gia đình lớn của mình. Trong quan hệ ứng xử hàng ngày cũng như trong mọi công việc chung của thôn, ông luôn tôn trọng ý kiến của người dân, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất thông qua việc thực hiện tổ quy chế dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát. Ngoài ra, mọi khoản thu chi đều được ông công khai thông tin trên hệ thống truyền thanh của địa phương để người dân nắm rõ. Tạo được sự tín nhiệm, ông Từ đã cùng ban cảng sự thôn vận động nhân dân thực hiện được nhiều phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó có những công trình, số kinh phí vận động ủng hộ lên đến 400 triệu đồng. Cùng từ uy tín của mình, công tác vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, hay xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm đều đạt hiệu quả cao, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 99 và đến nay năm nay là 2013 là đúng anh làm là coi như là 24 năm. Anh làm thì quá tuyệt vời, bà con ai cũng mến mộ. Làm cái gì công khai, rành mạch, kể cả chủ tịch chi thu và chi tiêu, và làm cái gì cũng phải họp toàn dân để đồng ý của dân, khi đó mới làm được. Nên ông trưởng thôn có những của chúng ta là rất tuyệt vời. Anh Nguyễn Ngọc Từ phải nói là một con người rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, sâu sắc với người dân, nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người dân từ cái chỗ đó. Cho nên là mọi việc về các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trong đó là cái công tác dân vận và cái quy chế dân chủ phải nói là rất là thuận lợi. Năm nay đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, những lần ốm đau trải gió trở trời theo tuổi tác cũng đến thường xuyên hơn. Nhưng niềm vui, nguồn động viên lớn nhất để ông vẫn tiếp tục gắn bó với vai trò là trưởng thôn Xuân Thiên Hà, trưởng ban điều hành làng văn hóa hay phó chủ tịch hội đồng giáo sử Xuân Thiên, đó chính là sự tin tưởng, quý mến của đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin chào và chúc quý vị khán giả một tuần mới học tập và làm việc hiệu quả.